Hello, xin chào cả nhà. Vinh đã được gặp gỡ mọi người ở một tập mới của Quang Minh Passport. Và tập này thì mọi người cùng nhìn xem Vinh đang enjoy khung cảnh tuyệt đẹp ở tại Hồ Tràm, rất là gần với Sài Gòn mình. Ở tập này thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một nhân vật rất là quen thuộc với Quang Minh Passport rồi. Các bạn có đoán được ai không? Cùng chờ xem nha. Thì mình sẽ đi gặp khách mời nha. Hello Trang. Xin chào, xin chào mọi người. Hôm nay thì Trang được quay trở lại cùng với anh Quang Vinh và Quang Vinh Passport. Trang nói thiệt là khi mà đi á, đến nơi nào cùng với anh Quang Vinh là hình Trang ấp đến mấy tháng rồi. Anh Vinh và Trang sẽ là một trong những vị khách đầu tiên được trải nghiệm Angsana tại Hồ Tràm. Resort sẽ chính thức đi vào khai trương là ngày 1 tháng 6 năm 2023. Quá là sướng luôn khi mà là những vị khách trải nghiệm đầu tiên. Mới tin luôn. Còn rất là gần Sài Gòn mà đi như thế này thì quá thoải mái luôn. Những cái dịp mà cần thư giãn mà nhanh nhất là đến đây là quá tuyệt vời luôn. Vinh thì thấy hay một cái đó là có 3 phòng ngủ mà phòng nào cũng nhìn ra biển hết luôn. Dạ. Không có phòng nào bị khuất hết. Đúng rồi. Và phòng ngủ nào cũng to, rồi nhà vệ sinh này nọ là riêng biệt hết luôn. Ở tại đây thì có 52 căn villa. Wow. Mà mình thì là villa loại bước ra cái là tới biển. Phía kế bên sẽ là Dawa. Dawa thì là khách sạn. Còn ở mình đây là villa biệt lập. Hồi xưa mình đi Hồ Tràm thì rất là đơn sơ, vắng vẻ. Nhưng mà bây giờ thì Hồ Tràm, wow, phát triển mà mình nhìn không ra luôn. Và Angsana là một trong những resort mà mình thấy rất rất nhiều được xây dựng rồi khai trương, mở ra cái ngành du lịch ở tại Hồ Tràm. Một cái trip mà ngắn cuối tuần dành cho gia đình thì mình nghĩ là cái trip đi Hồ Tràm sẽ là rất là thích hợp. Mình sẽ tham quan căn phòng master. Đây là cái phòng thay đồ và tủ quần áo ở đây. Bình thường cái tủ ở đây là nguyên cái phòng nữa. Mà đặc biệt là em rất là thích cây, mà đây nhìn cây với biển nữa. Nguyên cái vườn luôn. Mơ ước của em là được trồng nguyên một vườn cây đó anh. Cái điều mà anh Vinh thích nhất ở đây Trang biết là gì không? Cái tông màu với cái cách sắp xếp và cái kiến trúc đó, nó rất là nhiệt đới. Nhìn thấy cây là nhìn thấy có thấy sức nó sống. Nóng bỏng mà nhìn cái màu sắc nó vui. Mà đúng là đến đây là em cảm thấy vừa thoải mái vừa ấm cúng, mặc dù rất là rộng. Nhưng mà đúng là em nghĩ là do cái cách màu sắc bố trí ở trong cái căn phòng này. Và căn phòng đầu tiên ở trên lầu là 2 giường ngủ. Đó, em thấy không? Cũng giống như cái phòng này là mình sẽ nhìn được nguyên cái hồ bơi luôn. Rồi lại nhìn ra biển. Chính xác là cái phòng nào cũng có phòng view. Phòng nào cũng có view hết. Mọi người thấy á, mặc dù là cái villa rất rất là to nhưng mà nó thoáng là tại vì mình nhìn nhiều ô cửa kính. Nhiều hướng. Hướng nào cũng có những cái ô cửa kính to. Có và những cái ô cửa kính đó là mọi người lại chăm sóc những cái khu vườn nhỏ nữa. Đó, rõ ràng là các bạn thấy mỗi một cái phòng đều có những cái tiện ích và những cái view xịn sò hết. Đây, trước mặt mình bây giờ sẽ là khu khách sạn Dawa. Cũng đẹp quá trời. Dawa này mình nhìn xuống sẽ là nguyên một cái khu vui chơi của các bé. Có Kids Club bên kia, có phòng gym. Phòng gym bên trong nhìn ra sẽ đẹp hơn, ở ngoài nhìn vô thì cũng hay ha. Che lại. Che lại, đúng rồi. Để đi Hồ Tràm á, mùa hè sẽ có những ngày nó mưa, là từ tháng 5 trở đi tới tháng 8, tháng 9. Nhưng mà tháng 8, tháng 9 trở đi cho tới Tết rồi qua Tết luôn là thời điểm rất là đẹp. Nhưng mà tất nhiên cái mùa này là vắng khách hơn thì giá cả cũng sẽ tốt hơn. Tức là mùa cuối năm thì giá cũng sẽ lên. Đó là cái nhu cầu chung rồi. Một địa điểm rất là ấn tượng mà các bạn chắc chắn phải ghé check in đó là dòng suối thảnh thơi ở tại Angsana. Đây cũng là điểm khác biệt so với những khu nghỉ khác. Đến đây mình có thể chụp hình nè và tận hưởng một cái không gian, một cái khung cảnh rất là thanh bình. Ngoài ra thì cây xanh bao bọc quanh khu biệt thự mình thấy cũng lên đến 40% luôn. Rất là mát, mình hoàn toàn có thể enjoy và đi bộ tản mạn ở dưới bóng râm. We'll be right back.
Tối nay mình ăn đồ Địa Trung Hải ở nhà hàng Azura. Nãy đem nguyên một tô lên hả Trang ha? Mở ra coi chung sao. Em nói trời ơi, sao cái tô gì món đầu tiên mà bự quá vậy? Mở ra. Oh wow. Đây nha, đây là cái món ăn đầu tiên. Là một chai rượu của Ý. Chúng ta đang ở Ý mọi người ạ. Một không gian Địa Trung Hải. Đầu tiên mình sẽ ăn cái món starter này trước nè. Xong rồi qua salad, rồi tới súp và tới món chính. Cắt kiểu nhỏ như vậy ngon nè. Dạ. Anh thích cái món này quá. Cái món này là bí đỏ. Dạ. Mà em làm sao mà ăn ngon lắm luôn. Dạ, trong đó mình sẽ cuộn với lại chi nè. Ồ, ở giữa có cheese. Dạ. À, wow. Hèn gì. Biên lại. Như có nấm truffle nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi, cái món này là Vinh siêu thích luôn. Rất là ngon. Ngon á. Dạ. Bò thì rất là mềm. Đây, tất cả các món gì đã lên hết đầy đủ rồi và mình rất là thích, bởi vì đi đâu thì mình cũng thích ăn đồ Việt Nam mình nhất. Riêng cái món cá bớp ngoài gọn đây, mình recommend mọi người đến đây nhất định phải ăn cái món này. Rất rất là ngon. Có rau xào, canh nè, đầy đủ cái món ăn ở trong một cái bữa cơm của người Việt mình. Đồ Tây thì cũng có nhà hàng Azura, nhà hàng này chung ở phía dưới, nhưng mà mình đang ở nhà hàng Núc, là nhà hàng ở phía trên sảnh của Dawa. Ngon không con? Cười cá đi. Trời ơi, miệng cơm không à. Ngay không? Sơn ngày hôm nay ảnh chuẩn bị một bữa tiệc barbecue hoành tráng cho tụi mình. Quá hoành tráng luôn. Hôm nay xong là ngày mai hai anh em về rồi, hôm nay phải ăn. Ăn đã luôn. Hồi chiều thì hồi nãy anh thấy Trang chụp ngoài biển, Trang rất là enjoy luôn. Rất là đẹp, đặc biệt là hoàng hôn ở đây là đẹp tuyệt vời luôn. Bữa ăn ngày hôm nay có giá là 1,5 triệu cho một người. Một phần cho một người nè, sò điệp nè, hào nè, tất tần tật hải sản và xà lách cua, món anh Vinh rất là thích. Wow, thấy có rau rocket là em thấy ngon rồi đó, bơ nữa. Đợt này mình đi á thì đang ngay cái mùa hè. Chắc là sẽ hẹn dịp cuối năm. Có đầy đủ tất cả các thành viên của gia đình của Trang, là có bố, có em trai. Nguyên gia đình sẽ quay lại đây một lần nữa. Cháu anh Vinh ngày hôm qua chơi ở công viên xong về khóc quá trời luôn, không chịu về. Không chịu về. Tức là mọi người thấy ở đây không có quá nhiều hoạt động và bắt mình vận động nhiều, nhưng mà những cái hoạt động thì mình thấy cũng rất là hay. Ví dụ người lớn thì có thể đi spa, con nít đó thì chơi nguyên công viên, còn tụi mình thì anh thích chụp hình với anh thích hồ bơi. Đến nói chung là một cái khoảng thời gian riêng cho gia đình của mình thì rất là lý tưởng. Như vậy là các bạn đã biết thêm được một địa điểm mới để mà mình khám phá. Không có quá xa Sài Gòn, chỉ cách khoảng 2 giờ đồng hồ mình chạy xe thôi. Đây mình tới đây có biển bao la, có hoàng hôn, có một cái không gian, một cái villa cho cả gia đình mình vui chơi cùng nhau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập này của Vinh và Trang. Chắc chắn là hai anh em sẽ còn đi với nhau nhiều trip nữa. Thank you Trang một lần nữa nha. Thank you. Thank you anh Vinh, cũng như là cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại nha anh hứa bye rồi đó. Bye.